Kính chào quý khán thính giả đài BBC Việt ngữ. Tôi Mũ Đỏ Vũ Hữu Thành, tiểu đoàn 11 nhảy dù. Hôm nay được cái hân hạnh qua cái sự giúp đỡ của BBC Việt ngữ, tôi có dịp gửi đến quý khán thính giả là cái bộ sưu tập của tôi từ hơn 20 năm qua. Vì là một người lính chiến đấu trong suốt quá trình 6 năm chiến đấu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới binh chủng nhảy dù. Tôi đã được sờ mó và sống với tất cả những cái hiện vật mà quý vị thấy ngày hôm nay ở đây, mà trong suốt cuộc quãng đời chiến đấu của tôi, những cái vật này nó có thể nói rằng là nó đi theo suốt cả quãng đời như vậy. Tôi và may mắn khi ra nước ngoài, hiện nay là tôi đã qua những cuộc mà triển lãm về các cái hiện vật chiến tranh cũ của các nước châu Âu mà tôi lần mò, và tôi có dịp đi thăm viếng, và qua đó tôi đã lần mò tôi tìm lại được tất cả những cái gì mà quý vị có thể thấy hôm nay đây, và nó thật là original, hoàn toàn nó rất là giống những cái gì mà đã xảy ra tại Việt Nam của chúng ta trong suốt 20 năm chiến tranh. Và từ những đôi giày Mad mà quý vị thấy ở đây, và đến đôi giày bốt đồ xô, và thậm chí và cái vật đầu tiên nhất là của một người lính khi bước vào đời quân ngũ, đó là cái gamen với đầy đủ dao, muỗng, nĩa, và bên cạnh đó là từng cái lon đồ hộp của tôi vẫn còn giữ còn nguyên đây. Quý vị, đó là những cái phần ration B1, B2 và những cái gói thuốc mà hầu như tất cả người dân quân miền Nam Việt Nam mình cũng thấy xuất hiện trên ở miền Nam rất là thời gian rất là dài, trong suốt gần 20 năm, là từ những cái gói cà phê và cho những hộp bánh và cho những cái cho một cái khẩu phần ration của một người lính, và cho thậm chí cho tới ngày hôm nay, và quý vị còn thấy cả viên kẹo xoay gum gần 50 năm, và những gói thuốc lá cũng vẫn còn, quần giấy đi cầu, và cho đến cái mũ nhựa. Mọi người là hầu như là tất cả dù không phải là lính nhưng mà ai cũng biết cái mũ nhựa này hết, vì người dân cũng đã nhiều người được sống qua cái thời đó cũng đều thưởng thức, và thậm chí đặc biệt cho gần 50 năm nay, và cái chai thuốc muỗi này vẫn còn đầy đủ mùi vị và vẫn còn sử dụng được chống muỗi rất là hiệu quả. Bên cạnh đó, ngoài ra những vũ khí mà sau đã được mà tôi đã đi mua được một số vũ khí, những cái vũ khí mà trong suốt 20 năm chiến tranh, cả hai bên, M16 và AK biểu tượng cho hai khẩu súng, vũ khí súng này đã biểu tượng cho hai hai miền đã đánh nhau trong suốt 21 năm, bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống, người dân lẫn quân, với hai của vũ khí, một của Nga và của một của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ngoài xin nói là một lần nữa là những cái loại vũ khí này là vũ khí chiến tranh. Ở đây tôi hiện tại giờ là tôi đang ở châu Âu, tôi không có phải ở Hoa Kỳ, cho nên những vũ khí mà còn đang sử dụng được cho chiến tranh là bên châu Âu hoàn toàn cấm. Bạn có thể mua được một khẩu súng rất là dễ dàng, nhưng mà sở hữu một khẩu súng để hợp pháp thì rất là khó. Cho nên những khẩu súng này tôi đã phải mang qua tới tận Đức để mà làm vô hiệu hóa nó. Như các ai sống ở châu Âu thì cũng biết, chỉ có 3 quốc gia được chấp nhận làm vô hiệu hóa súng chiến tranh, đó là Pháp ở Saint-Étienne và Bỉ tại Liège và ở Đức ở Phanburg. Thì ba nước đó khi mà khẩu súng được đã vô hiệu hóa ở ba quốc gia đó thì đều được công nhận, ngoại trừ Anh là quốc gia cũng không trong khối châu Âu nhưng mà lại không được, và Ý không được, chỉ có ba quốc gia được công nhận là cái giấy phép được vô hiệu hóa khẩu khẩu súng dưới hình thức, gồm có ba hình thức: một hình thức là hoàn toàn không sử dụng được, một hình thức là chuyển đổi từ vũ khí chiến tranh sang vũ khí thể thao, tức là bắn từng phát một và mỗi phát bắn xong phải mời một viên đạn lên từng viên đạn một. Đó, như khẩu súng này thì đó là được phép. Còn ngoài ra quý vị có thể, tôi cũng đã có may mắn là sưu tập lại được
cả toàn bộ cái máy truyền tin PRC-M5 mà tôi đã một thời sống với nó, bên cạnh với nó giống như là vợ với chồng. Đó, thì tất cả và những cái chiếc áo giáp model M57 và cái model M69 nó nặng tới 7 kg, và rồi với những cái ca uống nước, và tới tới cái đèn pin dùng để soi sáng hoặc là dùng để đánh mò. Thì tất cả những và ba lô và dụng cụ, tới những cái kỷ vật thì có rất nhiều điều mà nhớ. Những cái này thì trong chiến tranh một người lính thì suốt cuộc hành quân, cái xẻng cũng vậy, nó là cái một cái vật mà người lính không thể nào mà rời nó khỏi được, vì nó là cái dùng để mà phương tiện để mà tự bảo vệ cái mạng sống của mình, để đào hầm hố. Ở bên cạnh nữa thì ngoài ra những cái vật nó có những cái vật linh tinh mà đôi khi chúng ta cũng cần phải biết, là đây là những cái loại phấn để mà đổ vào trong cái đôi giày để nó chống lại cái mùi hôi, và một số ít những cái loại xăng đặc dùng để mà hâm nóng thức ăn, hâm nóng đồ hộp. Nhưng mà cái loại này đó thì hầu như đa số quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì được phát rất là ít. Thì bên cạnh nữa thì tôi có cái may mắn là tìm lại được một cái vật mà hầu như tất cả các người quân nhân thiết giáp nào trong binh chủng thiết giáp đều biết cái lò xo này. Và cái lò xo này thường thường á, thì ở trong bộ chỉ huy đóng quân ở trong các căn cứ thì mới có thể sử dụng được, chứ còn không mang đi đi được, là lý do nó phải sử dụng bằng xăng, mà xăng thì chỉ có thiết giáp sử dụng được thôi. Thế là nó dùng bằng cái sức ép nén hơi qua xăng đó để mà có cái lửa để mà đốt. Cho nên thì bộ binh như chúng tôi đó thì có cái này, nhưng mà không có xăng thì cũng chẳng làm được gì cả hết. Nhưng mà đây nó cũng là một cái kỷ vật để mà nhắc nhớ những anh em thiết giáp, nhớ lại những cái kỷ niệm của mình. Bởi vì tôi cũng có những lần cuộc hành quân chung với thiết giáp họ nấu nấu thức ăn và chia sẻ với anh em chúng tôi. Vâng, đây là một số và cái điều mà tôi có cái may mắn để gửi đến, mặc dù hôm nay với phương tiện eo hẹp tại nhà tôi và cái sở thời gian ngắn ngủi của đoàn BBC, cho nên tôi không có được có cái cơ hội để mà mang được hết tất cả những cái trang thiết bị khác, nó cồng kềnh hơn và nó tính cách cộng đồng hơn để giới thiệu cùng quý vị. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng là đây nó cũng là một cái mà dịp, mà tôi cũng hy vọng là trong tương lai nếu mà có dịp được thì tôi sẽ cống hiến quý vị qua một cái buổi triển lãm khác. Và tôi rất mong được trao đổi tin tức với lại tất cả các anh em cựu quân nhân tại Hoa Kỳ, nếu có cái dịp mà có thể giúp chúng ta cùng nhau trao đổi để mà biết thêm được nhiều. Vì tôi biết rằng là đôi khi ở Hoa Kỳ chính cái nơi sản xuất của nó ra hàng hàng trăm ngàn cái, hàng triệu cái, nhưng mà đôi khi bây giờ kiếm lại một cái cũng rất là khó. Thì tôi có cái may mắn ở châu Âu thì tôi biết được nhiều cái tổ chức mà làm collection cho những người collectioner, cho nên là thì qua đó tôi cũng kiếm được nhiều. Thậm chí đây là một cái mà vật mà có thể nói rằng là tôi sử dụng hàng ngày luôn. Đây là cái địa bàn. Đó. Cái địa bàn này vẫn còn tốt, vẫn hoạt động giống như là ngày đầu vậy, không có một chút trở ngại gì cả hết. Vâng, thì đây là còn ngoài ra thì dụng cụ máy truyền tin nó còn có một cái máy truyền tin rất là xưa cổ. Nhưng mà sau cái thời gian mà tôi nghĩ rằng là sau năm 1968 là chỉ có anh em nhân dân tự vệ hoặc là địa phương quân và nghĩa quân sử dụng thôi. Tại vì tất cả các binh chủng bộ binh thì họ đã sử dụng máy PRC-5 hoặc là PRC-77 rồi. Nó không còn là PRC-6 nữa. Thì vâng, đây đó là một cái chút mà kỷ niệm của tôi và kỷ vật của tôi, và tôi cũng nghĩ rằng nó là kỷ vật, nó là cái những vật mà hầu như có cả hàng trăm ngàn anh em cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình đã trải nghiệm qua cái cuộc sống, đã từng gắn bó với nó, từng sống, từng ăn, từng ngủ và từng thở với nó. Cho nên nó thì tôi nghĩ rằng là
Đó cũng là một cái mà hôm nay tôi có được cái may mắn qua trung gian của BBC Việt ngữ, tôi đã gửi đến quý khán thính giả những cái vật mà tôi đã tìm thấy trong quá khứ và nó tồn tại đến ngày hôm nay sau hơn năm gần 50 năm. Xin cảm ơn ban BBC Việt ngữ và xin cảm ơn quý khán thính giả.